nhằm tạo ra dịch vụ vận tải cao cấp. Hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên tổ chức nhận bàn giao và khai trương dịch vụ xe khách hạng thương gia hướng vào phân khúc khách hàng cao cấp. Với dự án này, chúng tôi sẽ đầu tư 30 xe limousine 10 chỗ, chia làm 3 đợt đầu tư. Hôm nay, chúng tôi ra mắt 10 xe chuyên phục vụ hành khách tuyến Quảng Ninh - Hà Nội với tần suất 60 phút một chuyến, thực hiện 15 chuyến một ngày, thời gian chạy xe cho hành trình là 3 giờ 30 phút. Xe chỉ đón khách đặt ghế trước qua tổng đài 033-827-827 và nhận phản ánh của khách hàng từ số hotline 0983-827-827. Khách hàng sẽ được tận hưởng các tiện nghi tiện ích hiện đại trên xe. Hơn cả các tiện nghi tiện ích hiện đại đó là đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản về văn hóa, giao tiếp ứng xử, đề cao đạo đức lái xe với khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết. Chúng tôi tin tưởng tuyến xe sẽ mang lại sự hài lòng và an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Tiếp đợt nhận xe lần sau, chúng tôi sẽ phục vụ các tuyến Hạ Long, Móng Cái và xe du lịch theo yêu cầu của quý khách. Hôm nay có mặt ở đây chung vui, có đông đủ bạn bè, gần xa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố và khách hàng thân yêu là niềm tự hào, động viên lớn lao đối với công ty chúng tôi. Thay mặt cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí truyền hình, xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp. Xin chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.